Hi, chào buổi sáng tất cả mọi người, mình là Ly. Chào mọi người đã đến với kênh Anh Ly BT rồi. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ mọi người cách làm, đó chính là tỏi phi ha. Tỏi phi thì ở đây quán mình xài hay nhiều cho nên mình sẽ sử dụng nhiều. Ở đây là mình sử dụng tới 3 kg tỏi phi luôn. Thì cái tỏi phi này đa phần là người ta sẽ sử dụng vào cơm chiên tỏi nè, hoặc là tất cả các món ốc để xào tỏi, và thậm chí là cả sốt bơ tỏi người ta sẽ sử dụng tỏi phi này. Nói chung tỏi phi này sử dụng rất là nhiều, và dầu tỏi nữa. Thì cái dầu tỏi phi lại mình sẽ giữ lại nha, thì giữ clip cuối clip mình sẽ nói rõ hơn cho các bạn biết nha. Bây giờ thì mình sẽ chia sẻ, quay gần lại chia sẻ để cho các bạn xem dễ thấy hơn ha. Thì bây giờ là mình sẽ chuẩn bị ở đây nè các bạn. Ở đây thì mình sẽ chuẩn bị là 3 kg tỏi nha các bạn. Tỏi đây là mình mua ở ngoài nó đã xay sẵn hết rồi. Ở đây mình chuẩn bị 2 cái bao tay. Thì để xay cái tỏi này thì các bạn không phải mua bịch tỏi này về xong mà các bạn tự nhiên cái đem đi phi nha. Không có được nha các bạn, làm vậy là hư hết tỏi. Chiên phi tỏi không có thơm mà không có được giòn nữa, không đẹp nữa. Thì ở đây là mình chuẩn bị một thao nước, xong sau đó một thao nước khô. Thì cái thao nước này mục đích là bắt các bạn bỏ tỏi vào các bạn. Các bạn bỏ tỏi vào thì các bạn vắt nước ra để cho cái dầu tỏi nó được đi ra ngoài hết. Thì mình phi tỏi nó mới được ngon và được thơm nha các bạn. Nếu mà mình không vắt nước qua tỏi thì mình phi tỏi ra thì tỏi thứ nhất là bị dẻo nè. Thứ hai nữa là nó không có được giòn, nó không có ngon. Nói chung là món này thì các bạn phải ngâm tỏi qua nước. Không phải ngâm nữa mà là đổ tỏi vô trong cái thao rồi các bạn vắt ra. Rồi thì sau khi mà 3 kg tỏi này mình cho vào cái thao nước rồi đó các bạn. Bây giờ các bạn sẽ mang cái bao tay vào nha các bạn. Các bạn mang bao tay vào, bây giờ là các bạn sẽ vắt tỏi ra ha. Vắt hết cái nước tỏi này ra để mà mình lấy đi hết những cái tinh dầu của tỏi ra nha các bạn. Vắt chặt tay nha. Đó, vắt chặt tay như thế này để mình lấy cái tinh dầu của tỏi ra. Nếu mà các bạn vẫn để tinh dầu của tỏi phi tỏi ra là chết quớt liền. Ok, và sau khi cái thao tỏi của mình đã vắt hết cái dầu tỏi ra, và còn cái nước đó thì mình bỏ nha các bạn, chứ nước đó mình không có xài nữa. Mình bỏ hết, mình sẽ dùng cái tỏi này khô này mình sẽ bắt đầu mình phi nha. Rồi bây giờ là mình đã bật cái chảo dầu nóng nè, bây giờ mình sẽ hạ lửa bớt ha. Mình sẽ nói tiếp các bạn. Mình chuẩn bị một cái mâm, và trong đây là mình sẽ lót những cái giấy hút dầu để mà tí nữa mình vớt ra rồi mình bỏ vô đây để nó hút được dầu nha các bạn. Và các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái vợt này, một cái vợt với một cái vá này để mà các bạn phi ha. Dầu thì các bạn canh cứ dầu ngập mặt là được nha các bạn. Dầu ngập mặt thì các bạn phi nó mới ngon nha. Thì bây giờ để mình thử ha, mình thử cái độ nóng của dầu. Thì mình sẽ cho một ít tỏi vào nè các bạn. Khi mình cho vào thì cái tỏi nó sẽ nổi lên như thế này, là nhiệt độ này nóng là ok nè. Bây giờ mình sẽ cho vào, và khi cho vào thì các bạn nhớ ha, sẽ cho từ từ chứ không có cho một lần. Nếu mà các bạn cho một lần á thì cái chảo dầu á nó sẽ bị chào liền nha các bạn, sẽ bị chào liền. Và nếu mà cho được một lần nữa là cái dầu của mình nó sẽ nguội đột ngột, sẽ nó làm cho mình là cái mẻ mình phi á nó không có được ngon, được giòn nữa. Cho nên các bạn cứ cho từ từ ha. Đó, các bạn thấy không, mình đã cho từng giá vào không mà cái dầu nó muốn tràn ra ngoài luôn đó. Huống chi là các bạn đổ một cái ào vô một cái là dầu nó vừa tràn cái là các bạn tắt lửa thì nó sẽ bị nguội dầu. Thì nguội dầu rồi thì tỏi mình phi nó sẽ không được vàng, không được thơm, được ngon nữa, mà là nó bị dẻo rồi các bạn, nó không có giòn nữa. Thì cái này bạn nào mà phi nhiều quá quen rồi đó thì các bạn cứ bỏ vô phi bình thường. Bây giờ dầu nó nguội này, thấy không, các bạn thấy không, bây giờ mình phải lớn lửa lên nè, phải dầu để sôi liên tục nha các bạn, chứ không có để cho nó nguội nha các bạn, không để cho dầu nguội nha, và để dầu phải là sôi liên tục. Nếu mà dầu nguội ra là nó sẽ bị mềm, nó không có được giòn nữa các bạn. Thì nếu mà 3 kg tỏi này, nếu mà bạn nào mà phi quen rồi đó có thể phi một lần luôn, còn bạn nào mà chưa quen thì có thể là phi cỡ 1 kg hoặc là 1,5 kg thì các bạn phi 2 lần ha, 2 lần là xong. Nhưng mà hơi lâu nha các bạn, phi tỏi này hơi lâu nha các bạn. Mỗi lần mình phi có thể là lên tới 20 đến 25 phút. Nếu mà lửa nhỏ hơn nữa có khi là nửa tiếng luôn. Thì các bạn cứ phi như vậy ha, để khi nào mà nó gần xong thì mình sẽ quay mình nói tiếp cho các bạn hình dung, các bạn hiểu. Chứ bây giờ nếu mà quay luôn một lèo từ đầu tới cuối là thời lượng các bạn coi cũng không có đủ thời gian để các bạn coi đâu ha. Bây giờ mình sẽ phi tới đâu quan trọng thì mình sẽ nói cho các bạn tới đó. Thì để cái món này mà các bạn mà phi ngon á, phi mà muốn cho cái tỏi ngon á, là cái chảo thì các bạn nên sử dụng chảo sắt ha. Chảo sắt là loại chảo này nè, chảo này là chảo chiên gì để chiên thì các bạn phi tỏi cực kỳ ngon luôn. Còn nếu mà các bạn mà sử dụng chảo nhôm hoặc là chảo inox
thì phi rất là khó nha các bạn. Thứ nhất là bị dính chảo, thứ hai nữa tỏi mình nó cũng không có được giòn nữa, nói chung là nó không có được ngon đó. Cho nên là các bạn nếu mà phi là phi trên cái chảo sắt này nó vẫn là tốt nhất nha các bạn đó. Và khi mà các bạn phi thì các bạn cứ khuấy liên tục như thế này, lửa thì lúc nào còn một là các bạn để lửa vừa, hai là các bạn để lửa lớn, tùy vào cái độ, cái nhiệt độ dầu. Nếu mà dầu ít thì lửa vừa thôi, còn cái chảo mình là mình phi lần 3 kg tỏi á, cho nên mình phải để lửa sôi như thế này và cứ phải khuấy liên tục như thế này, như vậy tỏi nó mới đều ha. Nãy giờ mình phi tỏi cũng được 12 phút rồi này các bạn, thì tỏi nó mới vàng, nó mới đạt được, mới được có 40% thôi ha, mới được đạt được 40% thôi. Thì ở đây mình nói thêm như thế này, trong lúc các bạn phi tỏi, từ lúc mà các bạn bỏ tỏi vô phi cho tới xong luôn á, là các bạn không được tắt lửa để mà đi đâu nha. Dù cho người yêu nói anh ơi em quá chí mắc đẻ hay nữa thì cũng phải kêu người vô thế nha, chứ không được tắt lửa nha. Nếu mà các bạn tắt lửa khoảng chừng 5 phút, không tới 5 phút đâu, 3 phút thôi, dầu nó nguội một cái, dù cho các bạn phi lần 2 đi chăng nữa, nó tỏi nó cũng không có ngon, không có được vàng, mà nó cũng không được thơm, mà nó không có được giòn nữa, nó sẽ bị dẻo nha các bạn. Thì tỏi đây nó vàng được, của bây giờ bắt đầu là hơn được 40% rồi nè, thì mình sẽ để cho tỏi cho nó vàng cỡ 80% thì mình sẽ vớt ra. Còn tới khi nào mà các bạn canh gần 80% thì tí nữa mình sẽ chia sẻ các bạn ha, làm tới đâu nói tới đó cho các bạn dễ hiểu. Đây nè các bạn, bây giờ là tỏi đạt được 60% rồi nè các bạn. Làm sao mình biết được tỏi nó đạt được 60%? Thì khi mà mình phi nãy giờ là được 15 phút rồi, tại mình đảo liên tục như thế này, thì các bạn thấy đó, tỏi của mình nó đã gần nổi lên hết rồi, thì nó đã đạt 60% rồi. Còn 70% nữa là sao? 70% là tỏi nó sẽ nổi lên hết luôn các bạn. Đó là 70%. Tỏi của mình bây giờ nó đã được 70% rồi này các bạn. Nó đã nổi lên hết rồi này các bạn. Đó các bạn hình dung không? 70% rồi, nổi lên hết và nó ra được cái màu vàng vàng này. Nhưng mà màu vàng này chưa đẹp, chưa được, mới có 70% thôi. Mình phải thắng đến 80% nữa. Đó các bạn thấy tỏi nổi lên rồi thấy không? Đó bây giờ mình sẽ dừng lại cho các bạn xem nè. Đó tỏi nổi xung quanh nè, thấy không? Cái mấy cảnh nè. Đó tỏi nổi lên nè. Nhưng mà mình vẫn phải đảo nha các bạn, phải đảo để cho tỏi nó được vàng đều và nó được giòn đều. Chứ nếu mà mình dừng lại một cái là mặt vàng, mặt hơi vàng, mặt giòn, mặt thì dẻo là chất quất nha các bạn. Các bạn nhớ nha, đúng 80%. Tại sao lại như vậy? Tại vì 80% các bạn vớt ra thì trong tỏi nó vẫn còn cái nhiệt độ nóng, thì nó sẽ khoảng 5 đến 2 phút sau, đến 5 phút sau thì tỏi nó sẽ còn tự vàng thêm nữa. Nếu mà các bạn phi trong chảo dầu mà tỏi vàng được 100%, các bạn vớt ra mình bảo đảm với các bạn luôn, 5 phút sau là tỏi nó sẽ bị đen, nó ngả cái màu sậm hơn, và ăn cái tỏi nó sẽ có cái vị nhẵn nhẵn đắng đắng. Cho nên là theo kinh nghiệm của mình là cỡ 80% là các bạn vớt ra thì 5 phút sau tỏi nó sẽ còn vàng thêm cái nữa, là 5 phút sau là tỏi được 100%, là bao ngon luôn các bạn, bao ngon luôn, bao giòn, bao màu đẹp, bao thơm luôn. Phi tỏi đơn giản lắm, nhưng mà không biết thì nó cũng là một cái rất là khó nha các bạn, chứ không phải đơn giản đâu nha. Rồi bây giờ là tỏi được 80% anh này các bạn, mình thấy cái màu này là cũng là ok nè. Bây giờ mình sẽ tắt lửa ha. Bây giờ thì mình sẽ vớt ra. Vớt ra rồi thì các bạn để ráo ha. Thì khoảng một tí sau tỏi nó vàng đều nữa, cái là nó sẽ giòn nha các bạn. Đó các bạn nhìn thấy cái màu vàng như thế này nè. Đó. Giờ mình sẽ vớt ra. Cái lúc này là các bạn phải vớt ra nhanh nha. Mình có 2-3 cái giờ thì càng tốt. Vớt ra liền, vớt ra nhanh, khúc này phải nhanh tay nha các bạn. Chứ không phải đơn giản làm từ từ đâu nha. Hồi nãy mình nói các bạn chuẩn bị một cái vợt thì chưa chắc đâu, phải là 2 đến 3 cái vợt tốt nhất, tại vì mình xài nhiều quá, mình phi nhiều quá, tới 3 kg tỏi luôn. Rồi cái lúc này thì các bạn sẽ đổ ra nha. Vợt hơi dơ tí tí mình sẽ rửa sau. Tới lúc này thì các bạn sẽ bơi ra. Nè, lúc này nè, các bạn nè, nhìn nè. Đó, thì bây giờ mình sẽ bơi nó ra ha. Bơi nó ra để cho nó được nguội nha các bạn. Chứ các bạn đừng để đóng dung nha. Để đóng dung cái lại tí nữa bên trong chính giữa nè, chính giữa tỏi này nè, thì nó sẽ bị cháy á. Nóng quá, nhiệt độ quá nóng á các bạn. Ở chính giữa nó dồn lại á, thì ở trong chính giữa nó sẽ nóng quá. Đó, rồi bây giờ mình sẽ để như thế này thôi. Trong vòng 5 phút, 5 phút sau mình sẽ quay lại cho các bạn xem nha, để coi tỏi nó được vàng như thế nào. Thì trong lúc chờ tỏi nguội á, thì mình sẽ nói về cái phần dầu này. Phần dầu này các bạn không có bỏ nha, phí lắm nha các bạn. Dầu này là cực kỳ xịn sò luôn.
Dầu này thì các bạn có thể là dùng để nấu lẩu. Chẳng hạn như các bạn nấu nồi lẩu măng chua thì các bạn múc một miếng tí xíu dầu điều cái dầu tỏi này vô, múc vô một cái tô canh chua hoặc là cái nồi canh chua hoặc là cái nồi lẩu măng chua, mình bảo đảm với các bạn luôn, nồi lẩu, nồi canh chua đó tới cái tô canh chua đó có một cái mùi đặc trưng rất là thơm luôn. Và thứ hai nữa, các bạn bóp gỏi thì gỏi ngó sen hay gỏi củ hủ dừa, khi mà bóp xong mà chuẩn bị ra các bạn trộn lên, nhích một miếng dầu tỏi này vô, bảo đảm hương vị của món gỏi nó khác lạ liền, rất là ngon luôn. Dầu tỏi này mình nói thiệt, một chảo này đối với quán mình xài trong vòng cỡ chừng cùng lắm là một tuần rồi các bạn, một tuần là hết cái thao dầu tỏi này luôn rồi đó các bạn. Mỗi lần xài một miếng như nè, một nhích một miếng như nè đó, lẩu cũng vậy, một chích vậy thôi đó, còn gỏi thì cho cỡ tí xíu như vậy thôi đó, cực kỳ thơm luôn nha các bạn. Nhớ nha, dầu tỏi này rất là quan trọng nha các bạn, không có bỏ nha, để nguội và các bạn sẽ để trong một cái hũ. Dầu tỏi thì các bạn để nguội để trong cái hũ rồi đậy lại xài hoài luôn đó. Thì bây giờ mình sẽ thử nha các bạn. À, mình sẽ bơi ra các bạn xem nè, bạn nào mà quen rồi đó, các bạn nào mà làm bếp mà phi tỏi nhiều, các bạn nhìn sơ là các bạn biết rồi đúng không, cái độ giòn của nó như thế nào rồi, vàng rất là đẹp luôn nha các bạn. Các bạn thấy 80% các bạn vớt ra thì nó sẽ vàng như thế này, còn nếu mà các bạn phi trong chảo mà đã có cái màu vàng như thế này rồi, các bạn vớt ra mình bảo đảm với các bạn luôn, 5 phút sau nó sẽ đậm hơn tí, ăn nó sẽ có vị nhẵn hơn nữa nè. Đây nè các bạn, à, tỏi nè khô ráo ha, đó hạt nào ra hạt nấy nè đó, các bạn bạn nào mà nhìn vô là biết là đã nó đã giòn rồi đó, như vậy nó mới thơm nha, như vậy nó mới đạt nè. Thì tất cả món cơm chiên tỏi hay ốc xào tỏi thì các bạn rắc trên mặt, hay là sốt bơ tỏi thì các bạn cũng rắc trên mặt, vừa xào tỏi chung mà cái sốt bơ tỏi á, vừa xào bơ với tỏi chung nhưng mà khi ra vẫn rắc cái này lên ha, vẫn rắc lên các bạn thấy đó nè, giấy hút dầu nè. Bây giờ mình sẽ lấy cho các bạn xem nha. Nó mình bỏ nhiều lớp lắm nhưng mà nó hút tới gần lớp cuối cùng luôn nè, lớp cuối cùng gần luôn rồi ha. Các bạn nhớ bỏ giấy hút dầu nha, các bạn mà không bỏ giấy hút dầu thì dầu nó sẽ đóng ở dưới á, đọng ở dưới làm tỏi ở dưới nè, nó không có được giòn. Còn như vậy là tỏi ở dưới nó cũng bị hút dầu luôn, cho nên là nó lúc nào nó cũng giòn hết á. Đó thì các bạn để nguội nha, nhớ dầu tỏi để nguội và bỏ trong một cái hũ keo như thế này và vặn nắp lại nha các bạn. Vặn nắp kính như thế này. Đó, thì các bạn xài trong vòng 2 tuần vẫn ngon nha các bạn. 2 tuần vẫn ngon, nhưng mà các bạn đừng để cả tháng. Các bạn canh làm sao xào trong vòng 2 tuần mà mình xài hết là được rồi. Chứ các bạn canh mà xào để cả tháng, 2-3 tháng thì dĩ nhiên là nó ở đây nó không có chất bảo quản thì nó sẽ dễ làm, nó không có được ngon. Cái gì cũng vậy, tự nhiên lúc nào nó cũng ngon hết, mà tự nhiên thì cái gì nó cũng có giới hạn của nó hết. 2 tuần bảo đảm ngon. Ok, thì bây giờ cuối clip mà mình kết thúc clip tại đây nha. Lời cuối cùng mình chúc tất cả các bạn có một ngày thật là vui vẻ và thành công trong cuộc sống nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau.